Cuộc đời của Đại sư Ứng Quang. Đại sư tự thuật. Mùa đông năm Nhân Quốc 28, 1939, người ngoại quốc họ Ít đến Linh Nham yết kiến đại sư, có lời thư hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lược thuật cuộc đời và hạnh nguyện như sau. Cuộc đời: xuất gia năm Quan Tự thứ 7, 1881, thọ giới năm Quan Tự thứ 8, 1882, năm Quan Tự 12, 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh. Năm Quan Tự 17, 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh. Năm Quan Tự 19, 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Cổ thuộc phố Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang. Suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc 17, 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời Phú Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18, 1929, tính rời đi, nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19, 1930, đến bế quan tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937, tị nạn sang Linh Nham, đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó. Suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xả, ngay cả đến Hội Phật Giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. Những sự việc xảy ra gần đây. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Việc làm: mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng chọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn, đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền người lành trong thế gian. Ngõ hầu cây vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh vãng sanh Tây Phương. Chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Đại sư Ứng Quang thì tịch biết trước lúc mất. Sư thì tịch biết trước lúc mất. Mùa xuân năm Dân Quốc 29, 1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Dương Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng bảo đảm được tối. Lại nói, quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28, liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến văn phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng chức vụ chủ trì Linh Nham không thể bỏ trốn lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày mùng 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày mùng 4, vẫn nói trễ rồi. Sau đấy cho ngày mùng 1, sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên
cùng với các vị như Chân Đạt vân vân, bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên, thư thái như thường, chẳng có vấn vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mùng 3, sư dùng được một chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt: pháp môn Tịnh Độ chọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chí khác, chỉ cúc sao khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Sau đấy, sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 ngày mùng 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật thấy Phật, quyết định sanh tay. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15, bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A Di Đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. 3 giờ, thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng Hoằng Dương Tịnh Độ, đừng học thói kệ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư an tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức chủ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thật là bản lãnh đã biết trước lúc mất. Thân không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả báo an tường như nhập thiền định. Xét ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm sen vạn sanh quyết chẳng thể là trung hạ được. Sư sanh vào giờ Thìn ngày 12 tháng Chạp năm Hàm Phong 11 1861, tức năm Tân Dậu. Tịch vào giờ Mão ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Lĩnh nhâm nhờ sư mà được trung hưng, lại được sư thị hiện khuôn mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên, có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng được. Do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhằm ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nối lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào, bọn phàm phu sắc đất chúng ta đều chẳng có tha tâm đạo nhãn, không dám bình luận săn bày. Chỉ độc bộ Văn Sao của sư mới lượt được ứng hành, và bộ Tục Biên mới được in trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông, cũng như hành chân thật đề xướng niệm Phật, phát huy những chỗ nhiệm màu trong lễ đạo, tự hành dạy người, chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thường nguyện tái lai, không còn ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn Chân Đạt được theo hầu sư lâu nhất, biết khá cặn kẽ, nay lược thuộc đại khái hành nghiệp của sư ghi thành bài ký. Mùng 8 tháng Chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29 1940, Chân Đạt, Diệu Chân, Liễu Nhiên, Đức Sâm vân vân đảnh lễ kính thuật. Quý vị thân mến, trong con mắt của người nhà Phật, luật nhân quả là thứ tồn tại xuyên suốt. Nếu một ai đó trở thành phúc nhân, một gia đình nào đó muốn trở nên hưng thịnh phồn vinh, thì việc họ nhất định phải làm đó là gieo nhân tốt. Có như thế thì họ mới có thể thu về quả ngọt. Phúc nhân cư phúc địa, gia đình của những người có phúc, có tâm thiện lành là những người không ngừng thay đổi theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp hơn.
Nhờ thế mà gia đình cũng trở nên an yên, hạnh phúc và hưng thịnh hơn. Nhưng mà ngược lại, có những gia đình vì có những người tâm không sáng, gieo nhân xấu dẫn đến những quả đắng về sau, gia đạo ngày càng lụt bại. Và sau đây là ba nhân xấu gây tổn hại nghiêm trọng đến sự hưng thịnh của một gia đình. Nếu không muốn gia đình lụi bại thì hãy tránh xa, quý vị nhé. Lời Phật dạy, để gia đình không lụi bại, hãy tránh xa ba điều này. 1. Gia phong bại hoại, họa hoạn không xa. Bất luận ở thời đại nào, gia phong cũng đều là cái gốc quyết định sự hưng vong của một tế bào trong xã hội. Người xưa nói hậu đức dưỡng gia, đức dày là nền tảng để phát triển cả một gia đình. Đối với một gia đình mà nói, gia phong tốt đẹp chính là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự hưng thịnh bền vững muôn đời. Một gia đình ưu tú, một cặp cha mẹ ưu tú không phải vì họ để lại cho con cái bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe cộ, mà là vì họ thông qua giáo dục và truyền đạt, từ đó để lại cho con cái bao nhiêu cái trí tuệ và nhân sinh. Cổ ngữ có câu, thời nhỏ ăn trộm cây kim, lớn lên thì ăn trộm vàng. Một cặp vợ chồng nọ có một đứa con rất thông minh lanh lợi. Có một lần đứa trẻ đó ăn trộm của nhà hàng xóm một cây kim. Về nhà người mẹ không những chẳng răn đe mà còn khen con. Dần dần đứa bé bắt đầu nghĩ ăn trộm những đồ đạc khác của người hàng xóm. Người mẹ biết nhưng không ngăn cấm. Về sau đứa đó lớn lên trở thành một kẻ trộm chuyên nghiệp. Ăn trộm không biết bao nhiêu là châu bò vàng bạc và cuối cùng cũng bị quan phủ bắt. Vì ăn trộm quá nhiều nên bị khép cái tội chết. Trước ngày xử tử, tên trộm đó cầu khẩn đa phủ: tôi muốn được một lần uống sữa mẹ. Vừa lúc đó người mẹ đến tiễn biệt con nên lời khẩn cầu của tên trộm được chấp nhận. Thật không ngờ, hắn cắn lìa cái đầu vú mẹ và nói: ngày con còn nhỏ, con đi ăn trộm mẹ đã không ngăn cản. Bây giờ bị chặt đầu, tất cả là do mẹ gây ra. Bây giờ con vô cùng oán hận mẹ. Từng lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của người làm cha làm mẹ đều thể hiện rõ cái cách giáo dục trong gia đình, gia phong của gia đình ấy. Gia phong tốt đẹp, nghèo đến đâu rồi cũng sẽ có ngày khá giả. Gia phong bại hoại thì giàu có đến đâu thì cũng có ngày trắng tay. Vậy nên, phong thủy tốt nhất của một gia đình đó là gia phong tốt đẹp. 2. Gia đình bất hòa, ắt có tai họa. Gia đình là nơi nương thân quan trọng nhất của con người. 70% cảm xúc, hỉ nộ ái ố trong đời đều có liên quan đến gia đình. Một gia đình ngày ngày chỉ có tiếng cãi vã, giống như là một cái động băng. Về đến cửa là đã cảm thấy lạnh đến rùng mình. Một gia đình sống cùng nhau, có những lúc không tránh khỏi cái sự xô xát, có va chạm. Nhưng cũng cần phải có sự bao dung, yêu thương. Như thế thì gia đình mới yên ổn mà vui vẻ. Chúng ta chấp nhận nhường người khác không phải vì kém cỏi, không biết ăn nói, mà là vì chúng ta là người thân. Mà đã là người nhà, sẽ không có hơn thua, mà chỉ có bao dung mà thôi. 3. Nuông chiều con cháu, hậu hoạn vô cùng. Một gia đình nọ có 3 người. Bố mẹ kinh doanh một cửa hàng nhỏ, nuôi con gái học đại học. Do công nghệ phát triển nên việc làm ăn của cửa hàng nhỏ truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc hai vợ chồng họ làm cả tháng cũng không kiếm đủ tiền để mà thuê nhà. Ăn cơm trưa họ cũng chẳng dám mà gọi thức ăn. Nhưng mà cái cô gái kia không biết đến cái nỗi khổ của cha mẹ. Sau khi mà lên đại học thì kỳ nghỉ hè đầu tiên, cô về nhà tìm bố mẹ mà đòi mua cái điện thoại hiệu Apple, vì điện thoại cũ đã lỗi thời rồi, xấu hổ với bạn bè. Đôi vợ chồng kia miễn cưỡng rút bớt tiền lấy hàng ra mà mua điện thoại mới cho cô con. Cô con gái thì vẫn chưa biết đủ, có điện thoại rồi thì lại đòi mua máy tính, mà có máy tính rồi thì lại đòi mua túi sách và thậm chí là còn giấu bố mẹ vay cả một khoản tiền lớn. Cuối cùng thì sự việc mới vỡ lở ra, bố mẹ phải bán cả nhà đi mới trả hết nợ cho con. Những câu chuyện như thế này
trong cuộc sống không hề ít. Bao nhiêu đứa trẻ bị bố mẹ nuông chiều mà trở thành những con quỷ hút máu người thực sự. Nhà thì có giàu đến đâu thì khi có những đứa con như thế, sớm muộn rồi cũng sẽ hết sạch. Nhân sinh không có sự vất vả nào là vô nghĩa, cũng không có con đường nào đi mà phí công. Bây giờ chúng ta không để con cái chịu khổ thì cuộc đời này sẽ khiến chúng phải chịu khổ. Thực sự yêu con, hãy đừng là tấm bạt mà che chắn mưa gió giúp con, mà hãy dạy cho chúng là làm thế nào để mà đối diện và khắc phục với khó khăn. Không ai sinh ra là đã có một cuộc đời hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, và bố mẹ cũng chẳng thể nào bảo vệ con cả đời. Vì thế hãy cứ để con chịu khổ, chúng mới có sức mạnh để đẩy lùi thử thách trong cuộc sống. Trong văn hóa truyền thống, gia đình được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của quốc gia. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Việc nhà tuy nhỏ nhưng lại là yếu tố cơ bản hình thành nên quốc gia và thiên hạ. Triết học gia Lev Tolstoy đã từng nói rằng các gia đình hạnh phúc thì đều có điểm tương đồng, còn các gia đình bất hạnh thì có những điểm bất hạnh khác nhau. Gia đình hạnh phúc là điều mà mỗi người đều mong muốn, và chỉ cần một gia đình có 6 yếu tố cơ bản dưới đây thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thứ nhất, gia hòa vạn sự hưng. Trong lễ ký có viết: cha con trung hậu thì anh em hòa mực, mà vợ chồng hòa thuận thì gia đình hưng thịnh. Cha mẹ con cái tình cảm sâu đậm, anh em chung sống hòa thuận, vợ chồng đồng tâm đồng lòng, gia đình như thế này nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Mọi người trong gia đình chung sống có điều châm trước, có điều bao dung, như thế mới yên bình. Người sẵn lòng chịu thua không phải vì kém tài, mà chỉ là hiểu rằng trong gia đình thì không có thắng thua, mà chỉ có bao dung. Thứ hai, khoan dung lượng thứ. Dù là người cùng gia đình thì cũng không khỏi tránh được cái sự xích mích. Người không có người hoàn thiện đâu, và người nhà thì cũng như vậy, đều có vấn đề này mà vấn đề kia. Nếu mọi người có thể lượng thứ được cho nhau, hiểu cái nỗi khó nhọc của nhau và đứng trên cái góc độ của người kia để mà xem xét suy nghĩ vấn đề, thì mâu thuẫn tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Thứ ba, cần cù tiết kiệm. Ăn không cần món ngon, no bụng là được rồi. Mặc không cần quá đẹp, mà đủ mặc là được rồi. Điện thoại cũng không cần phải đắt tiền, có dùng là được rồi. Không cần phải so đo với người khác, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Cần kiệm không phải là vì hẹp hòi, tiết kiệm cũng không phải là keo kiệt. Mấu chốt là không lãng phí, vật lại dùng không hết công dụng. Cần tiêu tiền thì không thể tiết kiệm, mà không đáng tiêu thì hết sức tiết kiệm. Thứ tư, kịp thời trao đổi. Sự sẻ chia là điều quan trọng nhất với mỗi gia đình. Nếu không có sự trao đổi thì giữa người với người chỉ có sự thất vọng và nghi kỵ lẫn nhau. Không thấu hiểu nhau khiến tình cảm gia đình phai nhạt và thậm chí là tan vỡ. Cuộc sống trong gia đình ấm áp, có người bạn đời yêu thương, có con cái đáng yêu, cả nhà vui vẻ hòa hợp, sớm tối có nhau, ngày ngày đều thấy cái nét mặt tươi cười. Ôi nghe những lời ấm áp thì cuộc đời này cũng đủ rồi. Thứ năm, nuôi dạy nghiêm là phúc cho con cháu. Cuộc đời không có cái khổ nào vô ích và cũng không có con đường nào vô ích. Nếu bạn không cho con cái chịu khổ thì thế giới sẽ khiến con cái bạn rất khổ. Khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thiếu đi cái sự nghiêm khắc, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng đứa trẻ nhiễm cái tính ích kỷ. Nếu bạn hiểu được rằng tình yêu thương phải song hành, rằng tình phải song hành với sự nghiêm túc và nghiêm khắc, truyền đạt được những điều này đến con bạn, chắc chắn con bạn sẽ tự biết điều chỉnh cái cách ứng xử của chúng, và việc dạy dỗ con sẽ trở nên thuận lợi hơn,
thật không khôn ngoan khi lúc nào cũng nghiêm khắc với con bạn, mà nói cho cùng yêu thương vẫn là thứ ưu tiên hàng đầu. Thứ sáu, tích đức hành thiện. Nhân phẩm là giấy thông hành tốt nhất. Một đời người trước tiên phải làm người rồi mới làm việc. Chỉ khi đã làm người tốt rồi thì mới làm việc thấy nhẹ nhàng, dễ dàng và ung dung. Sống trên đời mà nhân phẩm kém, lời nói cử chỉ thì lại bất chính, thì có thông minh đến đâu trời Phật cũng không độ, mà tiền đồ bị ngăn trở, cuộc sống lại chẳng hạnh phúc. Gia đình là quan trọng nhất. Khi mệt mỏi chỉ cần trở về căn nhà thân thương, ngập tràn nụ cười và sự hạnh phúc thì mọi phiền muộn đều tan biến. Thế nên hãy yêu quý và bảo vệ gia đình mình. Mong rằng mỗi người trên thế giới đều có một ngôi nhà hạnh phúc, đều có một bến cảng dịu dàng ấm áp để nương tựa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.